Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh hùng chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà đồ của thể loại tân giang hồ. Kiếm hiệp. Quyển 12 chương 7 huyết chiến thông thiên tháp, hồi 1. Chính giáo võ lâm, tứ hùng tứ cường. Võ lâm môn hộ đấu chỉ ngàn vạn, nhưng lấy tám môn phái chính giáo, tứ hùng chia làm thiếu lâm, võ đang Côn Luân, Hoa Sơn, Tứ Cường, là Cửu Hoa, Không Động, Điểm Thương, Nga Mi. Thiên hạ tứ đại tông sư, ba người xuất thân tám phái, đủ thấy tứ hùng tứ cường lãnh tụ đàn luân, địa vị phi phàm. Chỉ là gian thần độc đại, võ lâm chính giáo chưa chắc bị quản chế hoàn toàn, đầu năm cảnh thái 33, ninh bất phàm thoái ẩn, cuối năm cảnh thái 33, chắc lăng chiêu chết trong trận chiến ở Kinh Thành, thủ lĩnh hai phái Côn Lôn và Hoa Sơn bị chia rẽ với giam thần. Từ đó trở đi Giang Sung trở nên ngờ vực tám đại môn phái, không còn trọng dụng như trước đây. Tứ Hùng Tứ Cường không còn phong thái ngày xưa nữa. Triều đình nuôi dưỡng thiên hạ vạn dân, dưới ngai có vô số người tài giỏi, Hoa Sơn sụp đổ, Côn Luân thất thủ sao có thể làm suy yếu thiên uy. Vương Trấn Thiên Hạ, Phủ Viễn Tứ Đại Gia Năm Cảnh Thái thứ 15, Triều Đình Bình Định Nộ Thương, đương kim thánh thượng cảm nhớ công lao quần thần ngoài ban thưởng cho môn hộ chính đạo còn phong tước vị cho tứ đại gia tộc bị thương vong nặng nề sử sách liệt như sau sơn đông tống thần đao hoài tây cao thiên tướng hà bắc trúc thiết thương lĩnh nam triệu tỉnh sư trung liệt anh linh linh vị cung với tông miếu được đời sau vạn dân kính ngưỡng tứ đại công thần may mắn chưa chết toàn phong trăm dặm hầu thưởng ngàn mẫu dụng tốt miễn thuế khóa lao dịch cho con cháu, bổ nhiệm vào các phó tỉnh huyện nha môn. Lần này nộ thương tái khởi, Giang Sung vội vàng gửi tin nhắn cho hậu nhân của bốn gia tộc, Trúc gia trang, thiên tướng phủ đã cuốn vào chiến hỏa, liệu bốn đại gia tộc có liên thủ xuất chinh hay không, đương nhiên sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Gió thổi mây bay, có lẽ ngày lực sĩ tứ phương trở lại giang hồ không còn xa nữa các anh hùng nộ thương đã vội vã lên đường vào đêm khuya, tiến thẳng đến Trúc Gia Trang. Mọi người nghĩ đến hảo thủ chính giáo tụ tập, bên ta chỉ có 5 hảo thủ, Tần Trọng Hải, Hạng Thiên Thọ, Thường Tuyết Hận, Ngôn Nhị Nương, Đào Thanh. Ngoại trừ hai người Tần Hạng, những người còn lại võ công có hạn, nếu so chiêu với tông chủ đối phương, có lẽ ngay cả một nén hương cũng không cầm cự nổi. Mọi người nghĩ đến tình thế khó khăn, trong lòng không khỏi lo sợ. Trên đường hỏi lai lịch của Trúc Gia Trang, Hạng Thiên Thọ nói, tướng quân đã ở trong triều đình lâu năm, chắc chắn phải biết lai lịch Hà Bắc Trúc Thiết Thương. Năm đó đại chiến thần Quỷ Đình, tứ đại gia tộc liên thủ trinh phạt, Trúc Gia Tam huynh đệ tử cũng phụng mệnh ra tay. Không ngờ Trúc Gia Đại Ca và Nhị Ca đều chết trận, chỉ có tiểu đệ Trúc Hoàng chạy thoát nạn. Trước đó vài ngày nghe chỉ quan đại sư nói, Trúc Hoàng bị trầm cảm, mới về nhà được hai năm đã tự sát, chỉ để lại huyết mạch là Trúc Khang. Trúc Lão Phu Nhân thương tâm rất nhiều, đơn giản chuyển nhà đến Thiểm Bắc, không còn đặt chân trên giang hồ nữa. Tần Trọng Hải thở dài, thầm nghĩ, năm đó Triều Đình và cha đã chiến đấu kịch liệt, binh hung chiến nguy, hai bên tử thương đều cực thảm trọng. Nhớ tới ngày sau Sơn Trại muốn hùng cự thiên hạ, không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt sẽ bị giết, đến lúc đó bạn cũ cũng bị liên lụy vướng vào, chính mình không còn đường lui rồi. Nghĩ đến đây, Tần Trọng Hải không khỏi có chút phiền muộn. Ngôn Nhị Nương biết tâm tư của hắn nên đi tới, thì thầm, "Chàng đừng phiền lòng, những bằng hữu của chàng đều là những người chính trực, sẽ không giao thủ với chúng ta đâu." Chỉ mong như Nhị Nương nói, nếu đúng như vậy thì mọi việc sẽ không còn phải lo lắng nữa. Tần Trọng Hải than nhẹ một tiếng, chỉ trầm mặc không nói. Đi được 10 dặm đã đến lúc tảng sáng. Đó là một buổi bình minh sớm giữa mùa hè, ánh mặt trời dần đã hiện, nhưng người đi trên đường ngày càng nhiều, nhóm người này bước đi rất nhanh, hiển thị là người có võ công. Tần Trọng Hải không muốn giáp mặt nhân vật võ lâm, nên dẫn mọi người núp trong bãi cỏ dài chờ bọn họ đi ngang qua. Các anh hùng co người quan sát, nửa canh giờ qua đi, đã có hơn trăm người đi qua. Những người này đều cầm kiếm mặc nhiều màu sắc khác nhau, dường như đều có lai lịch riêng. Mọi người trong lòng âm thầm kiên kỵ, biết rằng chúc gia trang hẹn tụ tập không phải là chuyện nhỏ. Nếu muốn cứu thanh y tú sĩ, chỉ sợ khó càng thêm khó. Trong sương mù dạng đông, chợt nhìn thấy một ông già đang bước nhanh trên đường. Người này mặt trầm, dáng người thấp bé, người đi đường hai bên nhìn thấy ông đều vội vàng nhường đường, thần thái thật là cung kính. Tần Trọng Hải trong lòng run lên, vội hỏi. Hạng Đường Chủ có biết lão nhân này không? Hạng Thiên Thọ thấy bóng dáng người này, thân hình lại khẽ run lên. Ngay cả Cao Thiên Y cũng tới, mong tứ đại gia tộc đừng liên thủ lần nữa, tình hình sẽ có một chút rắc rối. Thường Tuyết Hận ở giữa hai người, nghe xong lời này, lại không có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ nghe hắn hì hì cười, nói: "Song Long tại chúng ta tháng trước đã gây rối, đánh họ đến mặt xám mày cho, người quá nhát gan rồi." Hạng Thiên Thọ không phản bác mà thấp giọng nói, chỉ mong như lời ngươi nói, kẻ thù dễ bị đánh thương có thể khiến chúng ta toàn thân mà lui. Hạng Thiên Thọ hành sự ổn trọng, lúc này nói như vậy, tình thế nhất định căng thẳng, Thường Tuyết hận khịt mũi, mặc dù giả vờ không chú ý nhưng cũng đang âm thầm quan sát. Lại qua nửa canh giờ nữa, trên đường đã không có người đi lại, mọi người từ bãi cỏ đi ra, Tần Trọng Hải thấy cục diện bất lợi, địch đông ta ít cần phải lấy bất ngờ để giành chiến thắng, trầm ngâm liền nói, đào huynh đệ, nhị nương, lát nữa mấy người đừng đi vào trong trang, hai người hãy đến ngoại ô chuẩn bị một trăm con ngựa tốt, chờ ở quan ngoại cách thành nam ba dặm. Đào thanh lắp bắp kinh hãi, nói, trăm con ngựa. Vì sao phải nhiều như vậy? Tần Trọng Hải trầm giọng nói, trong chốc lát chúng ta nếu có thể cứu người ra, tất nhiên sẽ có rất nhiều truy binh đổi giết, trăm con ngựa sẽ chạy nhanh về tứ phía, hoặc có thể chia cắt địch nhân. Đào Thanh nghe hắn nói có lý, vội vàng đồng ý. Ngôn Nhi Nương đi đến trước mặt Tần Trọng Hải, hai người nắm tay nhau, ngơ ngẩn nhìn hắn. Tần Trọng Hải biết nàng đang lo lắng cho mình, lập tức vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả của nàng, nhẹ giọng nói, nhị nương đừng sợ. Tám đại phái tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng chắc Lăng Chiêu đã chết, Ninh bất phàm thoái ẩn, hào thủ đã hết, còn lại không động, điểm thương, Nga Mi đều không có bản lĩnh gì, xem lão công của nàng đánh bọn họ đến hoa rơi nước chảy, những tên trộm này sẽ phải tự chuốc lấy rắc rối. Ngôn nhị nương nghe hắn nói đùa, trên mặt lại không có ý cười, nắm lấy bàn tay to lớn của tần trọng hải, nhẹ nhàng nói, trọng hải. Trọng hải, đồng ý với ta, dù có chuyện gì xảy ra, có thể nói với ta. Tần Trọng Hải hôn lên mặt nàng, ôm nàng vào lòng, cười nói, Tần Trọng Hải ta lên ngựa đánh giặc, ra trận luôn có thể sống sót trở về. Đừng lo lắng, ta không phải tiểu lữ bố, tuyệt không sẽ vừa đi liền không trở về. Ngôn nhị nương thở dài, vốn dĩ nàng rất xấu hổ, nhưng bây giờ không còn cảm thấy khó chịu khi bị Tần Trọng Hải ôm trước mặt mọi người, nàng nhắm mắt lại, dựa vào lồng ngực Tần Trọng Hải tựa như bây giờ hai người không thân mật thì không còn cơ hội nữa. Tần Trọng Hải vuốt tóc nàng, trong lòng mơ hồ có cảm giác phiền muộn. Vừa rồi hắn nhắc tới Nga Mi, điểm thương, không động, nhưng lại bỏ qua thiếu lâm, không muốn nhị nương lo lắng cho mình. Trong trận chiến cam gâu này, nếu thiên tuyệt tăng dẫn người của mình đến Trúc Gia Trang, cùng với tứ đại gia tộc liên thủ vây công, sợ rằng chính tính mạng của mình cũng khó bảo toàn. Tần Trọng Hải phân phó xong, nhờ Ngôn Nhi Nương và Đào Thanh an bài đường lui, ba người còn lại che giấu thân phận thật, chậm rãi bước vào, chẳng mấy chốc đã đến trúc gia trang. Mọi người dừng lại, từ trên đường nhìn vào trang viên, lúc bình minh, họ thấy đèn lồng ở bốn góc trang viên vẫn chưa tắt, làn khói buổi sáng làm mờ đèn, điều này càng thể hiện sự xa hoa của trúc gia. Đến gần trăm thước, đã nghe thấy tiếng người ồn ào, trước cửa dòng người vô tận hình như có hàng trăm người tới tần trọng hải cười lạnh nói con mẹ nó chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền xa ngàn dặm nếu hôm nay là tiệc mừng thọ của thanh y tú sĩ chỉ sợ chưa tới một nửa người đến lời này tuy rằng khó nghe nhưng đúng là tình hình thực tế không thể nghi ngờ cửu hoa sơn giàu có nhân vật võ lâm tầm thường sớm đã đỏ mắt lúc này có thể tiện lợi dụng nhặt đồ như vậy sao mà không tới tham gia náo nhiệt chứ Tạ thất kia từ Giang Nam tới cũng là một trong số đó. Cái gọi là nhân tình ấm lạnh, đến mùa đông lạnh giá mới có thể nếm được tư vị. Tần Trọng Hải nhìn quanh một lúc thì thấy ngoài trang viên cách ba thước có một con lưu nước chứa đầy nước, bảy biện giống hệt kinh thành, được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn tai ương chúc dung, chuẩn bị sẵn sàng cho nhu cầu không khẩn cấp. Tần Trọng Hải nghĩ ra một kế, nói với Thường Tuyết Hận, Thường huynh đệ lát nữa ngươi hãy lẻn ra hậu viện của trang viên chờ ta ra hiệu thì phóng hỏa chồm ngựa của trúc gia lửa càng mạnh càng tốt thường tuyết hận vui mừng biết hắn muốn nhân lúc hỗn loạn cứu người lập tức cười hắc hắc nói yên tâm đi việc giết người phóng hỏa này tìm cửu mệnh phong tử là đúng rồi ta mà không thiêu ra mấy con heo sữa nướng liền mang họ heo của trúc lão quy tần trọng hải cười vỗ vai hắn thấy thường tuyết hận cười hề hề rời đi, liền cùng hạng thiên họ đi thẳng vào trong trang viên. Tần Trọng Hải lần này binh phân nhiều lộ, dụng ý rất rõ ràng, địch nhân cao thủ quá nhiều, đều là những nhân vật đứng đầu võ lâm hiện nay, nếu hai bên chính diện giao thủ, ngôn nhị nương và thường tuyết hận võ công có hạn, tất nhiên vướng chân vướng tay, ngoại trừ chính mình và hạng thiên thỏ, những người đồng hành còn lại đều không có khả năng tự bảo vệ mình, chỉ vì điều này bọn họ đã tìm được lý do để dẫn người tránh xa, để tránh khi ra tay còn phải phân tâm bảo vệ họ. Đi tới cửa, chỉ thấy giữa sân đầu người đen nghìn nghịt, hạng thiên thọ thấp giọng nói, thế nào? Chúng ta sẽ trà trộn vào sao? Tần trọng hải lắc đầu, hắn xuất thân triều đình, hơn phân nửa nhân vật chính đạo đều biết hắn, nếu hắn đi loanh quanh trong đám đông, mấy giây sau sẽ có người nhận ra hắn, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, tìm chỗ ẩn thân chợt thấy trang viên tường vây cao ngất, cao khoảng 10 thước, lợp ngói vàng mái hiên đỏ, bố cục rộng rãi, nghĩ có thể ẩn nấp nên vội vàng gọi hạng thiên thọ, hai người lắc mình nhảy ra khỏi trang viên. Hai người đi dọc theo bức tường, khi thấy bên ngoài tường không có người canh gác, họ vội vàng xoay người trèo lên, ẩn mình trên mái hiên. Hai người ẩn nấp an toàn, chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ giữa sân truyền đến, thanh y trưởng môn, theo ước định của chúng ta, nếu thua vòng này tại thông thiên tháp, ngài phải cùng chúng ta trở về kinh, vĩnh viễn không được thiết kế mưu lược cho tặc phỉ, cũng không thể thất hứa. Tần Trọng Hải nghe xong, vội vàng ló đầu ra nhìn vào giữa sân, nơi đây trên cao nhìn xuống, có thể thấy được tiếng nói cử động của mỗi người. Nhưng nhìn thấy một đài lớn được dựng giữa quảng trường, cao khoảng 5 thước, trên đài hai gã nam tử đối diện đứng thẳng, cách xa nhau 5 thước, người ở phía trên bên trái đầu đội khăn học giả, mặc áo choàng màu vàng, trên mặt tủm tỉm cười, là trường môn nghiêm tùng của Nga Mi. Nghiêm tùng này từng giúp đỡ Trác lăng chiêu tranh giành vị trí minh chủ võ lâm ở Hoa Sơn, xem như là nhân vật lợi hại. Tần Trọng Hải nhìn thấy người này liền cảm thấy không ổn, hắn hướng bên phải nhìn lại, quả thấy người nọ áo rộng tay dài, trên mặt đeo mặt nạ ra người, chính là trưởng môn cửu Hoa Sơn Thanh Y Tú Sĩ. Thấy một chiếc hộp sắt lớn đặt dưới chân mỗi người, chứa đầy quân bài, không biết nó dùng để làm gì. Nghiêm Tùng mỉm cười nói, "Thanh y trưởng môn, ngài có chơi trò chơi này hay không?" Thanh y tú sĩ thở dài, quay lại nhìn một nữ tử dưới đài, lắc đầu nói, "Ta còn lựa chọn nào khác sao?" "Xin mời ngài." Nghiêm Tùng nghe vậy, nhất thời cười ha ha, hắn từ thiết dương lấy ra bó quân bài lớn, đôi tay buông lỏng hợp lại, chỉ nghe xôn xao tiếng vang không dứt bên tai vô số quân bài ở trong tay hắn bay múa bỗng nghe bang mà tiếng mấy chục chương quân bài hợp thành thật một cái thật dài nghiêm tùng để thanh quát thông thiên tháp ván thứ nhất đứng hắn trong miệng gào thét đập tay xuống đất bỗng nghe một tiếng vang lớn trước mặt hiện ra một tòa bài tháp tòa tháp này được làm từ hàng chục quân bài xếp chồng lên nhau dựng đứng trên mặt đất đã cao bằng nửa người chắc hẳn đó là thông thiên tháp mà hắn nói dưới đài mọi người thấy tuyệt kỹ này lập tức vỗ tay đệ tử nga mi càng lớn tiếng khen hay tuy nhiên tần trọng hải không hiểu gì hành vi của nghiêm tùng hảo sinh kỳ quái giống như xếp gỗ hắn cùng hạng thiên thọ nhìn nhau trong lòng đều cảm thấy mờ mịt trong lúc đang phòng đoán giọng nói của nghiêm tùng âm vang lên từ giữa sân thanh y trưởng môn môn nhân phái ta rất thành thạo thông thiên tháp đã được truyền lại hàng trăm năm nếu ngài muốn buông tay nhận thua không sao đâu sẽ không có ai chê cười thanh y tú sĩ thở dài nghiêm trưởng môn chê cười rồi tại hạ tuy rằng bất tài nhưng vì huyết mạch của cửu hoa có thể nỗ lực thử một lần nghiêm tùng ném một quân bài tới cười nói trưởng môn đừng xem thường thông thiên tháp xếp củi tuy là một kỹ năng nhỏ nhưng kỳ thực cũng là học vấn cơ tâm ta muốn nhắc nhở người trước thanh y tú sĩ rỗi tay tiếp được, ông nhìn chằm chằm vào tháp bài do nghiêm tùng bày ra, gật đầu nói, thắng thua thắng bại, đều có thiên định. Trong chốc lát tại hạ nếu có thể thắng được ván bài này, còn mong trưởng môn tuân thủ lời hứa, ngừng quấy rầy ngọn núi của ta. Nghiêm tùng tràn đầy tự tin, cười nói, trưởng môn yên tâm, nghiêm mỗ từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Tần Trọng Hải và Hạng Thiên Thọ nghe xong đối đáp, lập tức nhận ra hai người lấy thông thiên tháp đánh cược, nhất quyết thắng bại. Cái gọi là thông thiên tháp chính là ảo thuật độc truyền của Nga Mi, lấy quân bài làm trò lừa người. Những người tham gia lần lượt thả các quân bài trên tay của họ, mỗi người một lượt, giống như xếp các khối gỗ cho đến khi thiên tháp sụp đổ mới thôi. Trừ cái này ra, người tham gia sau khi bắt đầu đếm ba lần, nếu thiên tháp không đổ được thì người tiếp theo phải ra tay, tất nhiên không được chạm vào quân mà người khác đã thả ra, còn lại không còn quy củ nào khác. Trước đó vài ngày trùng với Tết đoan ngọ, tương truyền vào buổi trưa của Tết đoan ngọ, trứng gà có thể dựng đứng lên, hảo hán sơn chạy uống rượu vui chơi rất nhiều, cũng từng đứng trên quả trứng gà trên mặt đất, tần trọng hải thử mấy lần. Nhưng bởi vì tay thô chân nặng nên chưa thành công. Nhìn quân bài trên đài rất mỏng, dài khoảng một ngón tay, rộng nửa ngón tay, chỉ có ba đồng tiền trồng lên nhau, nhìn có vẻ rất mỏng, nhưng nghiêm tùng có thể khiến chúng giao nhau từng lớp và đứng thẳng đứng, điều đó không phải dễ dàng. Nghĩ đến người này nếu không phải tài nghệ kinh người, thì cũng đã luyện kỹ xảo gian lận. Hạng thiên thọ thở dài, võ thuật Nga mi có xu hướng nữ tính, các nữ đệ tử trong phái rất giỏi theo thùa, nghiêm tùng chơi trò thông thiên tháp này, lại thích hợp quá. Tần Trọng Hải nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, khó trách tên họ nghiêm này lại dám đặt cược vào thông thiên tháp. Xem hắn tinh vi như vậy, nhất định sẽ thắng. Người này thật sự là gian trá. Trò chơi của nghiêm tùng tuy gọi là đánh cược, kỳ thật chỉ là cờ hiệu, hắn quen cửa quen nẻo, lại có nội lực âm nhu hiếm có trên đời, muốn khiến các quân bài giao nhau đứng lên, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, tuyệt sẽ không có chuyện thất thủ. Đánh cuộc là để ngăn cản thiên hạ bàn tán, miễn cho danh môn chính phái bị nói ỉ mạnh hiếp yếu. Tần Trọng Hải nhìn thấy thanh y tú sĩ hành xử như thường, huyệt đạo trên người cũng không bị quản chế, với thân pháp khinh công cái thế của ông, có thể thong dong rời đi, lại không biết tại sao ông lại muốn thực hiện canh bạc nguy hiểm này. Hắn liếc nhìn xung quanh, thấy Diễm Đình ngồi cách dưới đài không xa, chợt nhận ra rằng mặc dù có rất nhiều cao thủ chính phái, lại khó có thể ngăn cản khinh công cao tuyệt của thanh y tú sĩ, lần này Diễm Đình được sử dụng làm con tin, nếu không phải như thế, cũng không thể ép Thanh Y Tú Sĩ ở lại sân được. Hai bên đã ước định, Thanh Y Tú Sĩ không cần phải nhiều lời nữa, ông cầm một quân bài, suy tư chính mình nên muốn đặt như thế nào. Thiên tháp lung lay sắp đổ, nếu có gió thổi cỏ lay, không khỏi sụp xuống, bọn người tần trọng hải đang đổ mồ hôi hột cho ông. Người xem phần lớn đều là đệ tử danh môn chính phái, mắt thấy thanh y tú sĩ chậm chạp không ra tay nhất thời ầm ầm kêu to mau mau đầu hàng đi người đấu không lại nghiêm trường môn trong tiếng la hét ầm ĩ thanh y tú sĩ không hề bối rối chỉ cúi đầu suy tư đối với tiếng kêu đó mắt điếc tai ngơ thật lâu sau thật lâu sau chỉ nghe thanh y tú sĩ thở dài nói nghiêm trưởng môn ta có chuyện muốn hỏi không biết các hạ có thể trả lời được không nghiêm tùng nắm tay thần sắc thật là nhẹ nhàng, gật đầu liền nói, chỉ cần không liên quan đến chính nghĩa triều đình, thanh y trưởng môn hỏi cũng được. Thanh y tú sĩ nhìn tháp thẻ bài cao lớn, thở dài, tại hạ 20 năm trước xuất gia, thân phận lai lịch luôn luôn ẩn mật, các ngươi lúc này liên thủ vây bắt ta, lại là từ đâu biết được tin tức. Nghiêm tùng ha ha cười, đang muốn đáp lời, chợt nghe một người nói, thanh y sư huynh, người chớ có trách cứ người khác, thân phận của ngươi bị lộ, chính là việc làm của trưởng giáo chân nhân núi ta Nguyên Thanh Sư Huynh. Thanh y tú sĩ quay đầu lại, chỉ thấy người nói chuyện đầy mặt xin lỗi, lại là nguyên dịch của núi Võ Đang. Tần Trọng Hải thấy nguyên dịch đã đến, trong lòng không khỏi cả kinh, thầm nói, Võ Đang cao thủ cũng trình diện, chẳng lẽ người thiếu lâm cũng tụ tập sao? Hắn nhìn ra giữa sân, có vài gương mặt quen thuộc dưới đài, thấy hình huyền bảo từ không động, hải xuyên tử, xích xuyên tử, Ngọc Xuyên Tử từ thất hùng điểm thương, cùng với đám người cao thiên uy đã gặp trước đó, chưa thấy hai phái tung sơn và hoa sơn. Nhìn thấy các đệ tử thiếu lâm đều không có mặt, Tần Trọng Hải yên tâm một chút, chỉ là thủ lĩnh đại phái thiên hạ đệ nhất chưa tới, trận chiến trước mắt vẫn vô cùng khốc liệt, trong chốc lát hai bên nếu muốn đánh nhau, dựa vào hai gã viện quân hèn của nộ thương sơn, không khỏi quá mức không biết lượng sức. Tần Trọng Hải võ công tuy cao, nhưng dưới sự bao vây của đông đảo cao thủ, chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân, về phần hạng thiên thọ càng khó trông cậy vào. Quyển 12 chương 7 huyết chiến thông thiên tháp, hồi 2 Năm đó tại Hoa Sơn, Nguyên Dịch từng đại diện võ đang mở miệng làm khó dễ, chỉ trích chắc lăng chiêu bất công bất nghĩa, ai có thể ngờ rằng bây giờ hắn lại tuyên bố võ đang là thủ phạm tiết lộ bí mật. Thanh y tú sĩ lắc đầu thở dài nói, Nguyên Dịch sư huynh, chúng ta xem như có chút giao tình, tại sao ngươi lại muốn hại ta? Chẳng lẽ cửu hoa sơn làm gì có lỗi với võ đang sao? Nguyên dịch lắc đầu, chắp tay nói, trưởng môn trách oan chúng ta. Lần này Nguyên Thanh Sư Huynh tiết lộ thân phận các hạ, tuyệt đối không phải có ý gây bất lợi cho ngài, càng không phải mơ ước cửu hoa sơn tài bảo. Chỉ vì nộ thương tái khởi, thiên hạ sẽ đại loạn, trong lúc chính suy tà trường, chân nhân trưởng giáo của bổn sơn lo lắng ngài lại nhầm đường lạc lối mới có thể ra hạ sách này còn thỉnh thứ lỗi thành y tú sĩ nhẹ nhàng cười nói nói như vậy là nguyên dịch sư huynh muốn tốt cho ta nguyên dịch gật đầu nói đạo huynh nhiều năm tu vi đã thành chính quả chớ nên như tần sư kia của ta a à, em không thể tự giải thoát nguyên dịch vốn là nói chuyện vững vàng nhưng khi nhắc đến chữ tần hắn liền vội vàng dừng lại, giống như đang nói lắp. giữa sân mọi người nghe xong lời này, tự nhiên buồn bực khó hiểu. nhưng tần trọng hải trong lòng lại hiểu rõ. hắn cho rằng nguyên dịch như vậy, suýt chút nữa đã nói ra cái tên tần bá tiên. ở đây rất nhiều nhân sĩ chính đạo không biết tần bá tiên có lai lịch liên quan đến võ đăng. nếu như truyền ra, không khỏi gặp phải vô số hỗn loạn. chính vì lý do này nguyên dịch mới vội vàng sửa miệng. sau khi nghe nguyên dịch nói, Thanh Y Tú sĩ chỉ cười nhạt, quay đầu nhìn đống quân bài cao ngất, không nói thêm gì nữa. Lúc này, mọi người trong sân đều im lặng, chờ đợi Thanh Y Tú sĩ phóng quân bài. Ông trầm ngâm không nói, vươn móng tay, vẽ vài đường lên tấm bài. Một lúc sau, ông nâng quân bài trong tay lên rồi từ từ hạ xuống. Lần này, thay vì giữ quân bài thẳng đứng, ông để mặt hướng xuống dưới, đặt dưới quân bài phía trên. Trong im lặng, hai quân bài đứng cạnh nhau, từ từ tiến lại gần và có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào. Lòng bàn tay của Thanh Y Tú Sĩ dường như đông cứng lại, chỉ từng chút một rơi xuống, trong phút chốc, hai bên liên thông theo chiều dọc và chiều ngang, tháp bài bên dưới bị ngoại lực tác dụng, nhất thời kích động lắc lư, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Giữa tiếng la hét của đám đông, Thanh Y Tú Sĩ rút tay ra, những quân bài phẳng đang rung chuyển giống như một chiếc bập bênh do trẻ con chơi, lắc lư từ bên này sang bên kia. Một trận lay động, nghiêm tùng bắt đầu đếm, chỉ nghe hắn thì thầm, một, hai. Ba chữ phát ra, quân bài cuối cùng vẫn ổn định. Chỉ thấy trọng lượng trái phải tương ứng với nhau, dựa trên quân bài bên dưới, hỗ trợ vững chắc cho trọng tâm. Mọi người giữa sân thấy thần kỹ bậc này, tuy đều là người của nghiêm tùng nhưng vẫn bật cười, diễm đình đang ngồi ở giữa sân, vừa thấy sư phụ thoát hiểm, khuôn mặt tái nhợt chợt đỏ lên, tình thế mạo hiểm như thế, cũng khó trách nàng hãi hùng khiếp vía. Tần trọng hải thầm khen trong lòng, lúc này thanh y tu sĩ có thể thoát hiểm, cũng không phải nhờ võ công diệu kỳ gì, mà là nhờ tâm pháp số học tính toán hơn người. Đầu tiên ông dùng móng tay vẽ mặt ngang của khối gỗ để tìm ra trọng tâm, liên tục kiểm tra các quân bài đã dựng và tính toán cẩn thận xem phần nền có ổn định hay không nhìn ông thần cơ diệu toán như thế, thật không hổ là ngự tứ phượng vũ. Nghiêm tùng thấy ông thoát hiểm, nhất thời ha ha cười, nói, thông minh, thông minh, các hạ không hổ là đại quân sư thiên hạ tranh đoạt, chỉ trong chốc lát đã có thể tìm được điểm mấu chốt của thông thiên tháp. Đến lượt nghiêm tùng ra tay, tình hình lại thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều, lại nhấc một quân bài lên và đặt nó xuống theo chiều dọc. Ngay trên quân bài mà thanh y tú sĩ đã đặt có thể thấy việc hắn nhắc quân bài lên và thả nó xuống thật nhẹ nhàng tựa như lông hồng, tay nâng bài làm đâu chắc đó, coi thông thiên tháp như không có gì. Nội lực Nga mi nhẹ nhàng này, chậm rãi xảo diệu, quả thực phi thường. Nghiêm Tùng mỉm cười nói, thanh y trưởng môn, lại đổi ngươi. Thanh y tú sĩ khẽ gật đầu nói, nghiêm trưởng môn thật sự hảo công phu, thật sự làm người mở rộng tầm mắt. Ông lấy quân bài ra khỏi hộp, Lần này chúng được đặt trên các quân bài của Nghiêm Tùng với mặt ngang. Sau lần thử trước, lần này di chuyển nhanh hơn nhiều, ba viên gạch mới được thêm vào thông thiên tháp, ngang phía dưới, thẳng đứng và ngang bên trên, không để Nghiêm Tùng giành trước mỹ danh. Trong sự im lặng hoàn toàn, hai người tỉ thí với nhau mà không nhượng bộ. Qua thời gian một chén trà, các quân bài được xếp chồng lên nhau theo chiều ngang và cao hơn đầu người, ước chừng có khoảng 40 quân bài những quân bài xếp chồng lên trời, thực sự giống như một một tòa thông thiên tháp. Khi cuộc chiến lên đến đỉnh điểm, đã qua thời gian thần bài, các quân bài đã xếp chồng lên nhau cách nhau gần chục thước. Khi hạ quân bài xuống phải nhấc gót chân lên, dưới ánh nắng chiếu rọi, thông thiên tháp lung lay sắp đổ, tưởng chừng như sắp sập bất cứ lúc nào, trông lại cực kỳ quỷ dị. Nghiêm Tùng nhấc gót chân, cẩn thận đặt quân bài trong tay xuống, cười nói: thanh y trưởng môn, lại đến lượt ngài. Thanh y tú sĩ ngẩng đầu nhìn lên, thấy hàng chục người quân bài được sắp xếp so le, đã cao hơn mình hai cái đầu. Nếu muốn đặt quân bài vào lúc này, ông phải nhảy lên, nhưng tòa tháp nếu chịu kích động sẽ sụp xuống, nói đến cục diện rất là hiểm ác. Thanh y tú sĩ cầm quân bài trong tay, hít một hơi thật sâu, hồi lâu sau vẫn không thấy động thủ. Mọi người dưới đài bắt đầu ồn ào, lớn tiếng nói, thanh y tú sĩ. Người mau mau đầu hàng đi, không cần kéo dài. Tiếng hô như sấm, càng làm cho người che tai nhíu mày, thanh y tú sĩ lại chỉ không nói một lời, cúi đầu trầm tư. Liền vào lúc này, một nam tử chạy vội ra, cả giận nói, đừng để kẻ gian hoạt này kéo dài thời gian. Nếu hắn không động thủ, chúng ta sẽ dùng một đao giết chết đệ tử của hắn. Người nói chuyện thần thái giận dữ, trên ngực băng bó, chính là Tống Đức Quang mấy ngày trước bị thanh y tú sĩ đả thương. Hắn lòng mang khó chịu, một lòng chỉ nghĩ giết hại thầy trò cửu hoa sơn, bây giờ nhìn thấy cơ hội tốt, hắn tiến lên suối dục Người hai bên nghe thấy liền la ó, hét lên, đúng vậy. Đừng xem hắn dở trò, mau mau giết. Giết hắn. Diễm Đình nghe thấy tiếng sấm như sấm dậy, trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi, nước mắt lăn qua lăn lại, gần như rơi xuống nhưng nàng trời sinh tính kiên nghị, trong lúc nghịch cảnh, chỉ là liều mạng cố nén nước mắt, không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước kẻ thù. Trong lúc nhẫn nại đột nhiên nghe thấy một giọng nói bên cạnh, đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám động vào ngươi. Giọng nói của người này rất trẻ con, truyền đến từ phía sau Diễm Đình. Hắn cúi xuống nhìn Diễm Đình từ bên cạnh, thấy hắn tô son chát phấn, ăn mặc rất thời trang, chính là thiếu niên từng bị sư phụ bắt trên núi trước đó trúc khang này lai lịch không nhỏ tổ mẫu là tông chủ trúc gia trang có thể coi là nửa chủ nhân giữa được một mạng của diễm đình cũng không phải là không có khả năng trúc khang mỉm cười nhìn thấy hai má diễm đình đỏ bừng xấu hổ nhất thời trong lòng động tình cúi đầu hôn nhẹ lên má nàng diễm định bị hắn hôn nhất thời hét lên co rúng người lại Chúc Khang thấy nàng sợ hãi nên vòng tay qua vai ôm, cười nói, "Nàng đừng sợ ta, ta sẽ không hại nàng." Nếu không phải sư môn đại họa, Diễm Đình là một hảo thủ đồ đệ của danh môn chính phái, làm sao có thể để cho người ta bắt tới đây, không thể động đậy. Đôi mắt của Diễm Đình tràn đầy nước mắt, chỉ nắm chặt khối lệnh bài trong tay. Lệnh bài kia nằm năm chữ binh bộ chức phương tư, được Dương Túc quan trao cho nàng ở miếu thổ Trường Châu toàn thân nàng run rẩy, hàng răng trên dưới đều mắc kẹt trên lưỡi, nếu có người tới xâm phạm mình, nàng sẽ cắn lưỡi tự sát, tuyệt không sống tạm bỡ ở thế gian. Đồ nhi luân phiên chịu nhục, cửu hoa sơn vô cùng nhục nhã, chỉ là thanh y tú sĩ mặt mang mặt nạ, khiến người khác không phân biệt được ông đang vui hay giận. Một lúc lâu sau, chợt nghe thấy tiếng huyết sáo thật dài của thanh y tú sĩ, đột nhiên nâng cao chân khí, sau đó bay về phía đỉnh tháp thiên tháp cao hơn người, muốn buông quân bài thì phải nhảy lên nhảy xuống. Thanh y tú sĩ không chạm đất, giống như một con rồng trong bầu trời càng lúc càng bay cao, ông quay tròn giữa không trung, quân bài cuối cùng cũng được đặt trên tháp, lúc này mới hạ xuống. Nhìn thấy thanh y tú sĩ lơ lửng trên không lâu như vậy như mọc thêm đôi cánh, những người chính giáo sửng sốt đến trợn mắt há hốc mồm, đến mức quên cả bày tỏ sự tán thưởng nghiêm tùng kinh ngạc đến không thể diễn tả được trong lòng thầm nghĩ lời đồn người này khinh công đệ nhất thiên hạ quả nhiên không sai mình sẽ gặp bất lợi trong lúc đang kinh ngạc chợt thấy thanh y tú sĩ lên một bước chắp tay nói nghiêm trưởng môn đa tả giữa sân mọi người nghe vậy đều đồng thanh nói ngươi nói cái gì thanh y tú sĩ lại chắp tay như cũ nhưng không nói gì nghiêm tùng nhíu mày nói thanh y trưởng môn, thiên tháp tuy cao, nhưng không thể làm gì nghiêm mỗ. Người đừng khinh thường Nga Mi. Thanh y tú sĩ lắc đầu nói, nghiêm trưởng môn, đừng tức giận, xin hãy chấm dứt đi. Nghiêm tùng cười lạnh một tiếng, càng không nói chuyện, liền đi tới tháp bài, nghiêm tùng thân hình cao gầy hơn người, chơi thông thiên tháp này tiện lợi hơn nhiều. Chỉ là lúc này thẻ bài đã cao, nếu muốn nhấc gót chân và đặt quân bài xuống, không khỏi có chút khó xử. Hắn hừ một tiếng, rút thanh trường kiếm từ bên hông ra, đập mạnh xuống đất rồi bay lên đứng trên chuôi kiếm. Hắn thân cao tám thước ba tắc, kiếm dài bốn thước, liền lại cao hơn thiên tháp, lập tức nhấc quân bài lên và đặt nó lên trên. Lưỡi kiếm mềm mại, chuôi kiếm chỉ vuông một tấc, nhưng nghiêm tùng có thể đứng trên đó, với thân khinh công bực này, mọi người đều thầm gật đầu, nhưng bọn họ đã chứng kiến thần kỹ bay lên không trung trước đó của thanh y tú sĩ. Giờ phút này thấy khinh công của nghiêm tùng, chỉ cảm thấy nó tầm thường. Trong đám người chỉ có nam nữ đệ tử Nga mi lớn tiếng khen ngợi, cũng chỉ có vài tiếng hoan hô thưa thớt ở đằng kia. Nghiêm tùng sắc mặt đỏ bừng, thầm nghĩ, thanh y tú sĩ này thật kiêu ngạo, trong chốc lát nhất định phải khiến hắn tâm phục khẩu phục, nếu không thể diện Nga mi sẽ đi về đâu. Năm đó Nghiêm Tùng học thông thiên tháp này, mục đích ban đầu là kiểm tra tính kiên nhẫn và rèn luyện sự linh hoạt của bản thân, nào biết càng chơi càng ảo diệu vô cùng, đợi đến sau lại khổ tâm nghiên cứu, càng cảm thấy thế gian vô địch thủ. Nào biết hôm nay so tài với người khác, lại có người dám coi khinh chính mình. Nghiêm Tùng biết nếu thua, ngày sau địa vị võ lâm nhất định xuống dốc không phanh, nghĩ đến kỳ vọng của Giang Sung đối với mình, hắn càng hưng phấn hơn. Hắn đứng trên chuôi kiếm, thân thể đã cao hơn tháp, đang định nghĩ ra một thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó, không hiểu sao trong lòng khiếp sợ vạn phần, té ngã xuống từ chuôi kiếm. Các đệ tử Nga Mi đại kinh thất sắc, lần lượt chạy ra, hỏi: "Sư phụ làm sao vậy?" Nghiêm Tùng toàn thân rung động, đã là tâm như cho tàn, hắn hướng Thanh Y Tú sĩ chắp tay, nói: "Thanh Y trưởng môn, tại hạ kỹ thuật không bằng người, ta cam chịu nhận thất bại." mọi người đại kinh thất sắc, nghiêm tùng từ đầu đến cuối nói nói cười cười, tưởng như thông thiên tháp đã nằm trong lòng bàn tay, sao bây giờ đột nhiên nhận thua? Hay có cơ chế nào đó trên đỉnh tháp không ổn? Hải xuyên tử, trưởng môn điểm thương tiến lên phía trước, vội vàng hét lên, nghiêm trưởng môn, thông thiên tháp này không phải tuyệt kỹ giữ mạng của ngươi sao? Làm sao bạn có thể nhận thất bại một cách khó hiểu? Mau phóng quân bài đi. Hải xuyên tử này bình thường là người tầm thường và hèn nhát, nhưng khi nóng lòng lại nói như giáo huấn con cháu, môn nhân Nga Mi nghe thấy vậy đều có vẻ không hài lòng. Nghiêm tùng lại là thở dài không thôi, hắn cố định che mặt, chắp tay nói, hải xuyên đạo trưởng giáo huấn không sai, tại hạ bất tài, vị cao nhân nào nguyện thay ta chấm dứt ván bài, trên dưới Nga Mi vô cùng cảm kích. Mọi người nghe hắn nói như vậy, càng buồn bực không thôi, không biết trên thiên tháp có gì cổ quái, không ít người tâm sinh tò mò, ở đằng kia nhảy lên không ngừng, cố gắng nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra ở phía trên. Chợt nghe một người ầm ý cười to, nói, Nga mi trưởng môn vô dụng, để cho ta tới. Khi nói chuyện một lão giả thấp bé bước ra, chính là người đứng đầu 12 thiên tướng, tông chủ hoài tây cao thiên uy đang ở đây. Ông liếc mắt nhìn nghiêm tùng, cười lạnh nói, mấy năm không ra giang hồ, con khỉ cũng có thể xưng bá vương, Chút tài mọn này sao có thể phân cao thấp? Chúng đệ tử Nga Mi nghe ông nói lời vô lễ, đều tức giận, nhưng Cao Thiên Uy chỉ cười khinh thường, đột nhiên, ánh kiếm lóe lên, mọi người có thể thấy rõ hắn đã vung thanh đao quét ra một quân bài tử trong hộp sắt, đồng thời nó đứng thẳng trên lưng thanh đao. Cao Thiên Uy mượn cây thiết thương của nhà họ Trúc, hét lớn, cây thiết thương cắm xuống đất, thân hình như đang nhổ hành trên đất khô, trong nháy mắt bay qua tháp thanh đao xuyên qua đỉnh tháp, phát ra một tiếng cọt kẹt, quân bài trên lưng đao theo sau, đã được đặt chắc chắn trên đỉnh tháp. Cao Thiên Uy thường cười tự gọi mình là đao thiết đậu hủ lưỡng diện quang, tuy có ý chiêu chọc nhưng kỳ thực đang khoe ra đao pháp của chính mình, với ba chiêu thức chậm rãi, tuyệt đối và nhẹ nhàng được truyền lại từ gia tộc, một quân bài chẳng là gì với hắn. Trong sân đứng đầy bạn bè thân thiết của tứ đại gia tộc, khi nhìn thấy tuyệt kỹ độc đáo này, Tất cả đều vỗ tay như sấm khen ngợi. Cao Thiên Uy đắc thắng lui về phía bên cạnh đài, nhìn Nghiêm Tùng, cười nói, "Nghiêm trưởng môn, đây là chuyện của trẻ con, sao người tứ xuyên các ngươi lại dùng nó làm bảo bối?" Cũng thật khiến người thiên hạ bật cười. Nghiêm Tùng nghe hắn nói điên cuồng như vậy, chỉ lau mồ hôi lạnh, chắp tay mỉm cười nói, "Đa tạ cao tiên sinh giải vây. Lần này thả chạy thanh y tú sĩ phải chịu tội." có các hạ ra mặt đảm đương, Nga Mita chịu trách nhiệm không nổi. Cao Thiên Uy liếc hắn một cái, trong miệng còn phát ra âm thanh, nghiêm tùng vô cớ làm tổn thương hắn. Cao Thiên Uy kiêu ngạo như vậy làm sao có thể không tức giận? Đang muốn mở miệng tức giận mắng, đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau. Cao Thiên Uy thính giác hơn người, cảm nhận ra âm thanh đó phát ra từ tòa tháp, lập tức vội vàng quay đầu, nhìn thấy đường thẳng tháp bài đã nghiêng rồi tất cả đều sắp sụp đổ cao thiên uy khiếp sợ nói không thể nào tay ta luôn vững vàng cùng lắm chỉ để một quân bài làm sao có thể xảy ra chuyện được nghiêm tùng thở dài cao huynh mời nhìn rõ thanh y trưởng môn đã răng bẫy chỉ chờ ngươi nhảy vào cao thiên uy thở dài vội vàng nhìn xem càng nhìn càng tò mò nhanh chóng giơ ngón trỏ lên chỉ vào giữa hai mắt, trong nháy mắt, toàn thân chấn động. Cao Thiên Uy dùng ngón trỏ làm chỉ dẫn, liếc nhìn một lượt, thấy các khối gỗ do Thanh Y Tú Sĩ đặt không đồng đều, mặc dù mỗi quân bài nằm phẳng nhưng mỗi quân bài đều được sắp so le. Dù chênh lệch chỉ một chút nhưng với hàng chục mảnh rơi xuống, trọng tâm của toàn bộ tòa thiên tháp đã nghiêng sang bên phải. Nếu không có những quân bài được xếp thẳng hàng như một đường thẳng bởi nghiêm tùng. Thiên tháp chắc đã sụp đổ từ lâu rồi. Cao Thiên Uy lúc đó đã hiểu rằng quân bài mình vừa đặt chính là cọng dơm cuối cùng. Con lạc đà dù lớn đến đâu cũng sẽ biến mất vào lúc này. Đến lúc này mới biết tại sao Nghiêm Tùng lại đột nhiên bỏ cuộc. Tại sao Thanh Y Tú Sĩ lại tự tin sẽ thắng như vậy. Hai người này mơ mô như vậy. Lại dùng một kẻ thô bạo như hắn làm vật hiến tế. Cao Thiên Uy xấu hổ đến mức không khỏi nở nụ cười chua chát. Quyền 12 chương 7 huyết chiến thông thiên tháp, hồi 3. Hạng Thiên thọ và Tần Trọng Hải ở bên sân ẩn thân quan sát, mắt thấy Thanh Y Tú Sĩ đánh bại cường địch, bên ta không cần tốn nhiều sức, liền có thể đưa người đi, trong lòng đều vui mừng. Hai người đang định nói chuyện thì bất ngờ nhìn thấy một ông già tóc trắng đang bước lên đài, người này cao lớn không thua kém gì Lục Cô Chiêm và Sát Kim. Tần Trọng Hải thì thầm, lão rùa này là ai? Hạng Thiên Thọ hít một hơi thật sâu, run giọng nói, "Trời ơi, Sơn Đông Tống Thần Đao sắp ra tay." Sau khi nghe ba chữ Tống Thần Đao, Tần Trọng Hải cũng hừ một tiếng, gật đầu nói, "Hảo tiểu tử, hóa ra hắn là Tống Công Mại." Ngoại trừ Hoài Tây Cao Thiên Tướng, Tống Thần Đao là lợi hại nhất. Tống Công Mại kế thừa gia nghiệp của phụ tổ, làm cho Thần Đao môn thịnh vượng trong số bốn gia tộc lớn chỉ còn thần đao Tống gia vẫn hành tẩu trên giang hồ. Chỉ vì Tống công mại tuổi già, mấy năm nay không hề hỏi đến thế sự, đã xem như ẩn lui, không ngờ lúc này lại chạy ra ngoài, nghĩ đến phần nhiều là bị gian thần xúi dục, để tới đối phó với anh hùng bổn sơn. Hạng Thiên Thọ lắc đầu thở dài, năm đó Vây công sơn trại có rất nhiều hảo thủ, mà Tống công mại là một trong những tướng chủ lực. Xem ra hưu chết về tay ai, còn chưa biết chắc. Tần Trọng Hải nghe xong lời này, lại chỉ hắc hắc cười lạnh, hắn tay cầm chui đao, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, sẽ đến lượt hắn thể hiện kết cục thần uy của mình. Tống công mại bước lên bài, lúc này các quân bài đang dần nghiêng, tòa tháp sắp sụp đổ, tống công mại đột nhiên gầm lên, đặt hai tay lên chiếc bàn ngắn và hét lên, thần đao kính. rót vào nội lực vô cùng hùng bá, tòa tháp ngày hôm đó sắp sụp đổ, nội lực truyền qua vật thể, như thể chống đỡ, tòa tháp bỗng chốc ngưng lại, đỉnh quân bài ban đầu hoạt động không ngừng, nhưng bây giờ chúng dường như bị mắc kẹt. Chỉ thấy toàn bộ tòa tháp nghiêng về bên phải, gương định bất động, có thể coi là kỳ quan. Tống công mại kích hoạt nội lực, không thể mở miệng nên liếc nhìn Cao Thiên Uy, ra hiệu cho hắn nói thay mình. Cao Thiên Uy vui mừng, vội vàng đếm nhanh, sau đó quay lại nhìn thanh y tú sĩ cười khẩy, thanh y trưởng môn, ta đã xếp quân bài xuống, bây giờ đến lượt ngài. Thanh y tú sĩ hừ một tiếng, nói, quý phương ba người lên đài, liên thủ đối phó một mình ta, này xem như công bằng sao. Cao Thiên Uy cười nói, người cảm thấy không công bằng, hãy kêu mấy đồng bọn lại đây hỗ trợ. Nếu không gọi đồ nhi ngươi đến cũng được, ha a Ha a Tần Trọng Hải ở gần đó, nghe những gì Cao Thiên Uy nói cực kỳ vô sỉ, nhịn không được giận dữ, Hạng thiên thọ kéo hắn lại, thấp giọng nói, tạm thời đừng nóng nảy, hãy xem thủ đoạn của hữu quân sư. Lúc này, tình thế trên sân chuyển biến bất ngờ, Cao Thiên Uy và Tống Công Mại liên thủ lên, một người dùng nội công thâm hậu để ổn định tháp nghiêng, người còn lại chịu trách nhiệm xếp trồng tháp. Với nội lực của Tống Công Mại, Cao Thiên Uy cho dù bài trí quân bài như thế nào, với sự hỗ trợ từ nội lực hắn, tháp bài này sẽ không bao giờ đổ được ngược lại thanh y tú sĩ cực kỳ khó khăn. Ông chỉ cần phóng quân bài, nếu tống công mại rút nội lực ra, tháp nghiêng sẽ tự sụp đổ trong thời gian ngắn. Đến lúc đó cục diện có bại vô thắng sẽ từ bị tính là thừa. Cục diện có bại vô thắng, thanh y tú sĩ đeo mặt nạ ra người nên không ai có thể nhìn thấy sự hoảng loạn của ông. Cao Thiên Uy cười lạnh nói, mình làm mình chịu, trách không được người khác, họ đường, năm đó ngươi thiết hạ vô số mưu kế, hại thảm tứ đại gia tộc chúng ta, ngươi cho rằng chúng ta sẽ để cho ngươi con đường sống sao? Khi nói chuyện mặt mang sát khí, dường như có huyết hải thâm thù vô tận nguyên dịch, hình huyền bảo và nhân sĩ chính giáo nghe xong lời này, đều âm thầm kinh hãi. Nhân sĩ chính giáo sở dĩ vạch trần thân phận của thanh y tu sĩ, không phải vì họ có thủ oán gì với ông, hết thảy dụng tâm chỉ ở rừng cương trước bờ vực, để ngăn vị trưởng môn chính giáo này bị khuyên quay trở lại núi trở thành thổ phỉ một lần nữa. Không ngờ, lần này tứ đại gia tộc đều có rắc tâm khác, chỉ muốn nhân cơ hội giết người, dự là nếu thanh y tú sĩ thua trận này, dựa vào đánh cuộc, tính mạng tự nhiên giữ nhiều lành ít. Mắt thấy thanh y tú sĩ được định sẵn sẽ thua, một lão giả bước ra khỏi đám đông, vội vàng khuyên nhủ, thanh y trưởng môn, nhân lúc mọi người chưa dùng đao thương mất hòa khí, người liền mau mau nhận thua đi dù sao mấy năm nay ngươi đã cải quá hướng thiện, đến lúc đó lão nhân ra mặt nói tốt cho người, tìm đại thần giúp ngươi nói chuyện giữ mạng, nhóm người này cũng không thể làm gì. Dừng đánh cuộc và đi cùng chúng ta thôi. Mọi người lo lắng quay lại nhìn thì thấy người đang nói có mái tóc bạc trắng, khoảng 80 tuổi, chính là hình huyền bảo, trưởng môn không động. Người này gió thổi hai mặt đảo, công phu chân trong chân ngoài thập phần lợi hại, khi đó ninh bất phàm thoái ẩn nhân sĩ chính giáo đã từng chứng kiến trò hề của người này nào biết đến thời khắc mấu chốt hắn lại ra mặt xin tha cho thanh y tu sĩ đây là cử chỉ hiệp nghĩa hiếm có của cuộc đời hắn những người quen biết hắn còn ngạc nhiên hơn nữa hình huyền bảo nói như vậy tự cũng có tư tâm của riêng mình bây giờ nộ thương tái khởi tứ đại gia tộc nhất định sẽ trở lại giang hồ những người này được triều đình vô cùng nể trọng ngày sau vinh mặt hất hàm sai khiến chắc chắn sẽ vượt lên trên các môn phái chính đạo. Tám đại phái đã mất đi Trác Lăng Chiêu và Ninh Bất Phàm, nếu lại thiếu Thanh Y Tú Sĩ, nhân tài càng thấy điêu tàn, Hình Huyền Bảo lo lắng về điều này nên đến cho một số lời khuyên. Thanh Y Tú Sĩ nghe hắn nói chuyện như vậy, chỉ thở dài, giơ lên đặt quân bài trong tay xuống, trong lòng thập phần khó quyết. Nếu ông đồng ý với Hình Huyền Bảo, từ nay về sau ông sẽ không có tự do, nếu chiến đấu đến cùng, sợ Diễm Đình cũng chôn vùi nơi đây. Hình huyền bảo biết Nguyên Dịch và hắn có giao hảo, nên bảo hắn đến khuyên bảo, Nguyên Dịch bước tới, không biết nên thuyết phục thế nào, chỉ nhíu mày im lặng. Cao Thiên Uy thấy ông chậm chạp không động thủ, nhất thời cười nói, trưởng môn trì hoãn quá nhiều, không có lợi cho cục diện, đây không phải là hành vi của chính nhân quân tử. Để cho ta tới thúc giục thúc giục ngươi. Hắn đột nhiên cao giọng hét lớn, người đâu, đem đồ nhi của hắn ra ngoài thanh y tú sĩ sửng sốt quay người lại thì thấy người của thiên tướng phủ đang đi ra từ đám đông cao thiên thành và cao thiên nghiệp đưa diễm đình ra đưa đưa nàng lên đài cao thiên uy mỉm cười nói thanh y trưởng môn ta theo như ngươi nói trước kia chỉ cần tứ đại gia tộc bắt được nữ tặc nộ thương sơn đều sẽ bị lột trần và đốt cháy bêu đầu thị chúng nếu bây giờ ngươi không biết tiến lùi ngươi cũng biết đệ tử của mình sẽ có kết cục thế nào. Trúc Khang vốn có ý quan tâm đến Diễm Đình, thấy nàng kinh hoàng rơi lệ, thần thái đau đớn, lập tức cuống quýt đi ra, khom người cầu tình nói, cao thế bá, xin hãy nể mặt tiểu chất, bỏ qua cho nữ nhi này được không? Cao Thiên Uy cười nói, ngươi coi trọng nàng ta. Trúc Khang có vẻ hơi xấu hổ, nói, cao thế bá diễu cợt rồi. Cửu Hoa Sơn vốn là cùng một mạch võ lâm chính đạo, chúng ta hà tất đuổi tận giết tuyệt. Liền vào lúc này, có một giọng nói sắc bén vang lên, đồ không có chi khí. Yêu ma nhất lưu, chúng ta đó là muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiếng hét tức giận này vô cùng sắc bén, giống như cạo một cái nồi sắt vậy, mọi người quay lại nhìn thấy đám đông đã tản ra, một bà lão từ trong đám người bước ra, tay chống gậy bước đi, trên mặt lại tràn đầy thù hận lửa giận. Diễm Đình gặp phải ánh mắt lạnh lùng của bà ta, dùng mình không tự chủ được. Ngay cả hình huyền bảo, nguyên đích và những nhân vật chính đạo khác sắc mặt cũng hơi thay đổi, lão thái bà nhất định hung ác dị thường. Trúc Khang thở dài nói, bà nội. Bà lão tát mạnh vào tay hắn, mắng, không tiền đồ. Cha ngươi, đại bá, nhị bá là chết như thế nào? Nhìn mỹ nhân xinh đẹp liền quyên luôn mình họ gì sao? Trúc gia không có loại xúc sinh vô dụng như ngươi. Trúc Khang bị tát suýt ngã xuống đất. Giáo đầu ở bên sông về phía trước đỡ lấy, thấp giọng khuyên nhủ, chủ mẫu đừng tức giận, chờ xem cao đại gia và tống đại gia làm gì. Bà lão hét lên, đường sĩ khiêm. Ngươi nghe rõ cho ta. Hạn cho ngươi một nén nhang, nếu không động thủ, xem lão nương đích thân lột trần đồ nhi của ngươi, giống như tiện nhân vợ của tần bá tiên trước kia để người trong thiên hạ xem đủ. Hạng thiên thọ nghe bà ta trước mặt mọi người vũ nhục chủ mẫu tần gia, thật sự cả kinh, trong cơn hoảng loạn, vội vàng nhìn sang tần trọng hải. Chỉ thấy tần trọng hải cúi đầu không nói gì, chỉ trợn mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Hạng thiên thọ thấy hắn bình tĩnh lại có chút yên tâm. Lúc này, chợt thấy thân mình tần trọng hải run lên, hai hàng nước mắt rơi xuống, khóe miệng dì ra máu, hạng thiên thọ đại kinh thất sắc, mới nhận ra Tần Trọng Hải vừa đau buồn vừa giận dữ, cắn lợi đến chảy máu. Hạng Thiên Thọ toàn thân khẽ run lên, biết sát khí của Tần Trọng Hải đã bị kích động, với võ công của người này, một khi quyết tâm giết người, ít nhất một nửa số người trên sân hôm nay sẽ bị giết, đến lúc đó đầu người sẽ lăn lộn, xác chết ở khắp mọi nơi, oán thù hai bên chỉ sợ càng kết càng sâu. Tần Trọng Hải bi hận vô hạn, thanh y tú sĩ lại là tâm như cho tàn chỉ thấy Trúc Thái Phu Nhân đầy mặt thù hận mà nhìn phía trên đài, trong khi Diễm Đình bên cạnh đầy mặt nước mắt, thân hình nhỏ nhắn run rẩy trông rất đáng thương. Thanh y tú sĩ thở dài một tiếng, tự biết hôm nay nếu muốn kháng mệnh, những người này nhất định sẽ giết Diễm Đình. Ông chậm rãi buông quân bài trong tay xuống, thở dài, bản thân ta sớm đã nhìn thấu sinh tử, cục diện này là thắng hay bại, với ta đều không quan trọng. Chỉ sợ cửu hoa sơn bị phá hủy trong tay ta liệt vị hôm nay thanh y tú sĩ hướng các ngươi nhận thua muốn sát muốn xẻo muốn tù muốn cấm tùy các ngươi xử trí chỉ cầu các ngươi buông tha đồ nhi ta không có nước mắt hay hận thù trong những lời này không có nỗi buồn không có niềm vui hoàn toàn nghe không ra bi giận bi thương thanh âm cũng chưa từng run rẩy sợ hãi cao thiên uy thấy ông bình tĩnh như thế hắn thầm khâm phục khẽ mỉm cười nói ta bắt nữ nhi này làm gì chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta, chúng ta sẽ tự thả nàng đi. Mọi người nghe thanh y tú sĩ tự thừa nhận thất bại, tất cả đều gieo họ ầm ý. Cao Thiên Uy đưa mắt ra hiệu, một người từ dưới đài đi lên, trên người băng bó, chính là Cao Thiên Nghiệp bị giải thao bắn thương. Chỉ nghe hắn cười ha ha, nói, thường nghe nói thanh y tú sĩ mưu kế tuyệt diệu, nhưng hóa ra chỉ là hạng soàng thôi. Hắn cầm gân bò trên tay, bước tới hét lên người đã biết thua liền chịu trói đi thành y tú sĩ nhẹ nhàng thở hát ra lắc đầu nói cho ta một chút thể diện đưa đồ nhi của ta tới đây ta có mấy lời muốn nói với nàng cao thiên nghiệp cười lạnh tướng quân bại trận lại yêu cầu thể diện cứ ngoan ngoãn đưa tay ra ngay khi hắn chuẩn bị bước tới nguyên dịch đã giận dữ cản hắn lại lạnh lùng nói cao thiên nghiệp nơi này còn không tới phiên ngươi làm càn. Cao Thiên Nghiệp hừ một tiếng, quay lại nhìn Tông Chủ. Cao Thiên Uy khẽ mỉm cười nhẹ, biết rằng những nhân sĩ chính đạo này đang môi hở răng lại, chính là nỏ mạnh hết đà, chắc Lăng Chiêu đã chết, Ninh bất phàm thoái ẩn, thanh y tú sĩ càng sắp sụp đổ, tương lai triều đình sẽ hạ lệnh trinh phạt nộ thương, đây sẽ lại là cục diện của tứ đại gia tộc. Hắn nghĩ đến sung sướng liền xua tay ý bảo không cần va chạm trực diện với những người này. Thanh y tú sĩ gật đầu với Nguyên dịch để bày tỏ lòng biết ơn. Diễm Đình vừa được giải thoát, lập tức lao vào vòng tay của sư phụ, khóc lớn, "Sư phụ. Người hành hiệp trượng nghĩa, đã cứu rất nhiều hương dân, mau nói cho họ, người không phải là phản tặc gì cả." Nàng kích động, chỉ hy vọng tất cả những điều này đều là giả sư phụ vẫn là trưởng môn đáng kính trọng trước đây, còn mình vẫn là nữ hài nhi vô ưu vô lo. Nhất thời ôm chặt lấy sư phụ, toàn thân càng là run rẩy không ngừng. Thanh y tú sĩ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, thở dài, sư phụ tên thật là đường sĩ khiêm, vốn là mệnh quan triều đình, tiến sĩ năm võ anh thứ 14. Chỉ vì sư phụ thượng tấu biện hộ cho tần bá tiên, bị hoàng đế cảnh thái giáng xuống làm dân thường, đưa đến Quý Châu xung quân, mới có chuyện ngày hôm nay. Diễm Đình khóc lớn nói, sư phụ, con mặc kệ chuyện này, con chỉ muốn về nhà. Sắp tới buổi trưa, ánh mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, thành y tú sĩ cảm thấy buồn khi nghe tiếng khóc của đồ đệ. Ông ngước nhìn bầu trời xanh, nhẹ nhàng nói, hải tử a à hải tử, sư phụ mấy năm gần đây mai danh ẩn tích, ngày đêm lo lắng, trước sau sợ thân phận bại lộ, ngay cả sư thúc con mắt cũng không thể đứng ra bênh vực hắn. Sư phụ thực có lỗi với cửu hoa sơn. Sau đó, giọng nói càng trở nên buồn bã, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ không thể kìm được nữa, thực sự đã rơi nước mắt. Diễm Đình được sư phụ nuôi nấng từ khi còn nhỏ, ngày thường chỉ thấy ông đa mưu túc trí, định lực thâm hậu, nào biết ông sẽ bị thanh khóc nức nở như thế, thầy trò hai người bi thương khó nhịn, Diễm Đình càng khóc lớn hơn. Thanh y tú sĩ thở dài không đáp, ông khẽ vuốt lưng diễm đình, quay đầu nhìn Nguyên Dịch nói, đạo huynh, ta muốn nhờ một chuyện. Nguyên Dịch và ông có giao tình thâm hậu, nghe được câu hỏi, lập tức tiến lên nói, trưởng môn có gì phân phó. Thanh y tú sĩ nhàn nhạt, nói, thỉnh đạo huynh niệm giao tình ngày xưa, ngày sau dìu dắt cửu hoa nhiều hơn. Đám người huỳnh huyền bảo cùng hắn quen biết nhiều năm, giờ phút này thấy hắn gửi gắm cô nhi, trong lòng đều cảm khái. Nguyên Dịch tức giận nói, "Trưởng môn đừng lo, chỉ cần võ đang ta bảo vệ ngươi, những tiểu nhân này sẽ không dám động đến ngươi." Môn hạ tứ đại gia tộc nghe vậy, hét lên, "Ai là tiểu nhân?" Nói cho rõ ràng. Các đệ tử hai bên giận dữ nhìn nhau, mỗi người bắt đầu hét lên, nơi này lập tức trở nên hỗn loạn. Thanh Y Tú sĩ nghe Nguyên Dịch đáp ứng đến sảng khoái, nhẹ nhàng mỉm cười nghe quân nói chuyện không uống công ta dấn thân vào chính đạo nhiều năm tại hạ xin cảm ơn trước ông đứng dậy đưa tay ra nói với cao thiên nghiệp các hạ có thể động thủ cao thiên nghiệp ha ha cười nói đắc tội rồi sau đó hắn lấy gân bò trói chặt thanh y tú sĩ gân bò này xuyên qua thịt cổ tay bị căng cứng mặc cho nội lực của thanh y tú sĩ có bao nhiêu nhất thời không thể dãy dụa liền đã bị khống chế. Cao Thiên Uy bước tới, chỉ vào chiếc xe tù ở phía xa, nói, thanh y trưởng môn, làm phiền ngài đến kinh thành đi một chút, Giang Đại Nhân có vài lời muốn hỏi ngài. Diễm Đình thấy sư phụ của mình sắp bị bắt đi, trong lòng đại bi, hét lớn, sư phụ. Sư phụ, họ định làm gì người vậy? Nàng liều chết bắt lấy sư phụ, mặc cho đám người Cao Thiên Thành, Cao Thiên mang kéo đi, nhưng không thể tách rời, nàng trong lòng minh bạch, thầy trò hai người vận mệnh mâu thuẫn, hôm nay một phân ly, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại nhau, lập tức chỉ ôm chặt sư phụ, không thể buông. Nhìn thấy sư phụ và đồ đệ đau buồn, mọi người ở sân trong lòng đều âm thầm thương hại, nhưng lúc này nếu ra tay cầu xin thì khó tránh khỏi bị cho là đồng tình với phản nghịch. Mọi người đều im như ve sầu mùa đông, không người dám phát một tiếng ngay cả nguyên dịch cũng nghiến răng nhẫn nại. Thanh y tú sĩ ánh mắt tràn đầy yêu thương, chỉ đôi tay ông bị trói, tuy muốn chạm vào mặt của đồ đệ yêu quý nhưng lại không thể làm được nữa. Ông cúi xuống, ghé vào tai Diễm Đình, thì thầm, khi con thoát khỏi nguy hiểm, hãy nhớ mở túi gấm sư phụ đã tặng. Hãy nhớ rõ, một mạch cửu hoa sơn không thể bị cắt đứt. Ông đã nói xong, không nói gì thêm, chậm rãi đẩy Diễm Đình ra, đối mặt với đám người cao thiên thành, nghiêm nghị nói, chư vị đã đợi lâu rồi. Chúng ta đi thôi. Diễm Đình thấy sư phụ đã chuẩn bị rời đi, lập tức ngã xuống đất khóc lớn. Thanh y tú sĩ khẳng khái phó nghĩa, thần thái thong dong, mọi người chứng kiến nhìn thấy điều này, tuy miệng không nói nên lời nhưng trong lòng lại thầm tôn trọng. Thanh y tú sĩ đang chuẩn bị bước lên xe tù thì đột nhiên có một bà lão ngửa mặt lên trời cười lớn, đi theo đám người, chính là Trúc Lão Thái bà tuyên bố muốn giết Diễm Đình trước đó. Thanh y tú sĩ giật mình, vội vàng dừng bước, không biết bà ta muốn gì. Trong lúc đang nghi ngờ, chợt nghe thấy Trúc Lão phụ chỉ tay vào Diễm Đình quát, người đâu? Bắt nữ tử này cho ta. Có tiếng bước chân lộn xộn, hơn 10 người đã bao vây quang Diễm Đình. Diễm Đình nhìn thấy trận pháp này, không khỏi sắc mặt biến sắc, a à a, à, một tiếng kêu lên. Thanh y tú sĩ giật mình, giọng run run nói, không phải đồng ý để đệ tử của ta đi sao? Các ngươi sao có thể lật lọng? Trúc lão phụ cười lạnh nói, đó là những gì Cao Thiên Uy đã nói, không liên quan gì đến trúc gia chúng ta. Bà ta xoay người quát, người đâu? Bắt nữ tử này cho ta. Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, chúng ta muốn nhổ cỏ tận gốc. Thanh y tú sĩ mặc dù là một quân sư nổi tiếng, nhưng không ngờ rằng đối phương đường đường là một trưởng lão uy nghiêm, lại hành động vô sỉ như vậy. Ông vừa kinh ngạc vừa lo lắng, vội vàng nhìn Nguyên Dịch, trong mắt tràn đầy cầu xin. Nguyên Dịch là nguyên lão võ đang, trước nay nói là làm, tự không thể ngồi yên không nhìn đến. Ông giỡn tay bảo vệ Diễm Đình, trầm giọng nói, lão phu nhân, có Nguyên Dịch ta ở đây, sẽ không có chuyện tư lợi bội ước. Thỉnh đừng làm khó hài nhi này. Chúc lão phụ không thèm để ý tới, nháy mắt một cái, một số thuộc hạ cũng đáp ứng một tiếng, rồi một giáo đầu tiến lên bắt Diễm Đình ngay tại chỗ. Nguyên dịch hắc một tiếng, song trường nhẹ đẩy đệ tử của chúc ra ra. Ông vừa bảo vệ Diễm Đình, vừa quát, võ đang đệ tử giữ lời hứa. Muốn bắt nữ nhi này đi, trừ phi giết ta. Chúc lão phụ thấy ông không chịu, nhất thời cười lạnh nói, Nguyên dịch đạo trưởng muốn chết không phải dễ dàng sao? Ngươi không lùi bước, đừng trách ta vạch trần chuyện của tần bá tiên, xem võ đang các ngươi còn mặt mũi gì dừng chân trên giang hồ. Nguyên dịch vừa kinh vừa tức giận, run giọng nói, ngươi. Ngươi thật ngoan độc đê tiện. Cao thiên uy thấy tình trạng này, càng bỏ đá xuống giếng, cười nói, cái này hay. Tám đại môn phái muốn liên thủ với nộ thương sơn liệu võ lâm có còn nơi nào cho người chính đạo sống không nguyên dịch sắc mặt thảm đạm toàn thân phát run điểm thương thất hùng quen thuộc với những lời ám chỉ của giang hồ biết tình hình như thế nào vài tên huynh đệ vội vã chạy tới đều đưa tay ra kéo nguyên dịch ra trầm giọng nói quên đi chúng ta đừng ngâm mình trong vũng bùn này miễn gây họa cho chính mình nguyên dịch võ công cao cường thái cực quyền giấu thập xưng song tuyệt làm sao có thể sợ Trúc Gia Trang. Nhưng hiện tại Giang Sung đang thế lớn, chỉ cần một người bị trao thân phận phản tặc, võ đang sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, cho dù có ngàn vạn lần không cam lòng, cũng chỉ có thể bị kéo đi. Những người chứng kiến đều biết rất rõ, từ nay về sau, võ Đăng Sơn và tứ đại gia tộc mâu thuẫn với nhau, sau này trên đường chắc chắn sẽ xảy ra một phen ác chiến giữa hai bên mắt thấy nguyên dịch bị đồng đạo thuyết phục rời đi, chỉ còn diễm đình một đứa trẻ mồ côi ở đây, với đôi mắt ngấn lệ, nàng nói với giọng run rẩy giúp ta. Các ngươi giúp giúp ta, được không? Người chính giáo hơi có tâm chính nghĩa, trong lòng đều như đao cắt, chỉ là trước thị phi triều đình, nói không chừng sẽ rơi vào tình trạng mãn môn bị xử trảm Giờ phút này nghe diễm đình cầu xin, cũng chỉ có thể bỏ mặc giống như không nghe thấy. Diễm Đình sắc mặt sầu thảm nhưng không có đường trốn thoát. Giáo đầu trúc gia cao giọng cười nói. Tiểu cô nương, không ai dám giúp ngươi, thôi thì ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Để trúc lão phu nhân dạy cho ngươi một bài học, tẩy rửa sạch sẽ thân tặc tính này của ngươi. Diễm Đình nghe ngôn ngữ của hắn khinh bạc, nhất thời tức giận đến sắc mặt trắng bạch. Nàng tuy không phải kim chi ngọc diệp, nhưng cũng là danh môn đệ tử. Ngay cả khi ở trong động thần cơ, Chắc Lăng Chiêu cũng cư xử có lễ, chưa bao giờ bị đệ tử Côn Luân xúc phạm, không ngờ rơi vào tay đệ tử danh môn chính phái, ngược lại lại bị trêu chọc, nhất thời tức giận, gần như bật khóc. Người nọ đặt năm đầu ngón tay lên vai nàng, cười giữ tợn nói, chúng ta đi thôi. Liền vào lúc này, mọi người nghe thấy một âm thanh bong chóc, theo sau là một tia sáng hoa mắt, người nọ thân mình đột nhiên run rẩy không ngừng, một đạo máu tươi từ ngực bắn nhanh ra. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một bóng người che trước mặt Diễm Đình, chính là Thanh Y Tú Sĩ. Chứng kiến tình thế đột ngột đảo ngược, tất cả mọi người tại sân đều kinh ngạc, không biết Thanh Y Tú Sĩ có thể dùng thủ pháp kỳ diệu gì để trong nháy mắt cứu người. Trong đám người chỉ có mấy tuyệt đỉnh cao thủ tống công mai, nguyên dịch, tần trọng hải hiểu rõ, nhìn thấy cũng chỉ trong chớp mắt, Thanh Y Tú Sĩ dùng nội lực đánh đứt gân bò sau đó động tác nhanh như chớp bay vào sân phá vỡ dây chói tiến vào sân một chiêu giết chết người sử dụng chiêu thức tinh vi cùng nhận biết vị trí chính xác đều đã đạt đến cảnh giới thanh y tú sĩ sắc mặt ngưng trọng kéo diễm đình về phía sau đôi mắt phượng không còn ôn nhu nữa chỉ hung hãn nhìn chằm chằm mọi người trong sân thần thái không tầm thường giáo đầu kia nằm liệt trên mặt đất máu chảy đầm đìa Trúc Khang vội vàng xông về phía trước ôm hắn lên. Chúc Lão Phụ tức giận mắng, thanh y tú sĩ, anh hùng thiên hạ đều ở đây, người dám ra tay đả thương người, xem ta không chặt ngươi thành từng mảnh, thề không làm người. Bà ta trong miệng tức giận mắng, trên tay cũng không nhàn rỗi, thoáng chốc thiết thương đâm ra, nhắm vào diễm đình. Chúc gia lấy thiết thương nổi tiếng hậu thế, thương pháp dùng ra, quả nhiên lại âm lại tàn nhẫn, chúc lão phụ thân là nữ tử, càng phát huy hai chữ thủ đoạn đến nhuần nhuyễn. Vừa ra chiêu, đã chọn nhược điểm của đối phương để hạ độc thủ. Thanh y tú sĩ hừ một tiếng, thân ảnh chợt lóe, lôi kéo diễm đỉnh nghiêng người né tránh, sau đó vung một trường lên không trung, phong trường này rất mạnh, hướng đến đập vào ngực kẻ địch. chúc lão phụ cười lạnh nói, kẻ hèn phách không trường lực, như thế nào nề hà đến ta? bà lão tuổi đã rất cao, công lực tự cũng bất phàm, tay trái bắt lấy thiết thương, hữu trưởng dơ lên cao để chặn phong trưởng của đối phương. Khi lòng bàn tay chạm nhau, nghe thấy một âm thanh nhỏ, đau nhức truyền vào lòng bàn tay, máu từ lòng bàn tay phun ra, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, chúc lão phu nhân ngã xuống, đã là hộp máu ngã xuống đất. Mọi người đều sửng sốt, Cao Thiên Uy vội vàng tiến lên, nhặt một ám khí dưới đất lên, lại là một quân bài. Thanh Y tú sĩ vừa động thủ đã khiến thiết thương không ai bì nổi của trúc gia thất bại thảm hạ. đệ tử tứ đại gia tộc vừa kinh vừa giận, mọi người rút vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu. Nguyên Dịch, Hình Huyền Bảo và những người khác đều hoảng sợ, không biết có nên bước ra giúp đỡ hay không. Thanh Y tú sĩ ngửa mặt lên trời thét dài, quát: Thế nhân tuy coi ta là loạn thần tặc tử nhưng đường mỗ chưa bao giờ làm điều gì thương thiên hại lý trước kia ở nộ thương sơn là như thế hiện nay ở cửu hoa càng là như thế hôm nay ngươi bức đến mức như thế ngay cả đồ nhi ta cũng không buông tha đừng trách đường mỗ giết không tha nói xong câu này ông dùng tay phải kéo mặt nạ xuống lộ ra khuôn mặt đã bị che giấu nhiều năm chỉ thấy ông tóc mây hoa dâm khuôn mặt tuấn tú có một dòng chữ màu vàng xăm trên má phải trên mặt 12 chữ, tội tù đường sĩ khiêm thành thứ dân, xung quân quý châu, khiến ông trở nên giống như một tặc tử. Mọi người chợt nhận ra và nghĩ trong lòng, thì ra ông đã đeo mặt nạ ra người nhiều năm chỉ vì dòng chữ vàng trên má mà thôi. Thành Y Tú sĩ phất ống tay áo chỉ vào nơi xa, trầm giọng nói, "Đỉnh Nhi, con cứ việc đi, có sư phụ ở chỗ này, không ai dám ngăn con lại." Sau khi ông cởi mặt nạ ra, Lời nói của ông trở nên thô bạo hơn rất nhiều, không hề có chút kiêng dè. Diễm Đình run giọng nói, "Sư phụ, kia." "Vậy con ngươi?" Thanh Y Tú sĩ lắc đầu nói, "Đừng hỏi nhiều như vậy, mau rời đi." Cao Thiên Thành cười ha ha, lớn tiếng nói, "Ai cũng đều không được." Chữ đi chưa kịp thốt ra, một bóng xanh bay qua, chính là Thanh Y Tú sĩ đột kích. Thấy tình thế không ổn, mọi người trong phủ thiên tướng phủ cầm theo đạn lửa và phi tiêu bay tới, hy vọng có thể ngăn cản thanh y tú sĩ. Chỉ là địch nhân thân Pháp thật sự quá nhanh, ám khí phát ra là lúc thanh y tú sĩ đã đến trước mặt, tay trái ôm diễm đình, tay phải đánh tới. Cao Thiên Uy biết võ công của đối phương thâm hậu cao cường, cho nên khi thấy có gì đó không ổn liền đứng thẳng người, vận khởi 10 phần 10 trường lực tiếp đòn cho sư đệ, bỗng hự, hắc hai tiếng truyền qua, trường lực của cao thiên uy tới thanh y tú sĩ xoay người giữa không trung dồn khí đan điền tá lực đả lực hai đại cao thủ hợp lực thân thể diễm đình bị ném ra xa đã bay hơn 20 mươi trượng diễm đình ở trên không kêu lớn sư phụ sư phụ cao thiên uy trong lòng vừa tỉnh nhận ra ông đang dùng trường lực mình để cho đệ tử chạy trốn nghiến răng nghiến lợi hét lên người đâu bắt tiểu nha đầu này lại Thanh Y Tú sĩ lúc này rơi xuống đất, bị đám đông vây quanh, ông thản nhiên đánh ngã một đệ tử của Thiên Tướng phủ, đoạt lấy trường kiếm, lạnh lùng nói: "Các ngươi ai dám khó xử ta Đồ Nhi?" Đường Sĩ Khiêm đảm bảo chó gà nhà hắn cũng không tha. Một tiếng vang lớn vang lên, trường kiếm trong tay ông liên tục nở ra mấy chục đóa hàn hoa, giống như một quả cầu ánh sáng lớn. Thanh Y Tú sĩ đột nhiên tự xưng là Đường Sĩ Khiêm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào sân, mặc dù bị hàng ngàn quân bao vây nhưng ông vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Những lời nói đó càng tràn đầy uy hiếp, mọi người nhìn thấy khóe mắt ông tràn đầy tức giận, không còn chút nào ánh mắt hiền lành, đều biết ông không phải lừa gạt phô trương thanh thế. Trong sân hàng trăm người không có ai dám di chuyển, từng người lặng im không tiếng động. Diễm Đình bay rất xa, không trở tay kỵ đã rơi xuống đất, nàng đáp xuống chỗ vài nhân vật giang hồ. Nhưng những người này thứ nhất là kiêng kỵ võ công lợi hại của Thanh Y Tú sĩ, không muốn rước họa vào thân. Thứ hai là trong số họ có rất nhiều người chính trực, họ không muốn cùng Cao Thiên Uy và Trúc lão phụ bắt nạt đứa trẻ mồ côi nên họ bước sang một bên, một số thậm chí còn ra hiệu cho nàng mau rời đi. Diễm Đình mờ mịt nhìn đám người xung quanh, cũng không biết đi con đường nào, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, một chúng hảo thủ nhìn nàng, không ai bước tới ngăn cản cũng không ai lên tiếng an ủi. Một đệ điểm thương không đành lòng, nhỏ giọng nói, tiểu cô nương, cửu hoa sơn đã không còn, cô còn không rời đi, sư phụ cô làm sao có thể yên tâm chết. Lời vừa nói ra, Diễm Đình nhất thời rơi lệ đầy mặt, biết rằng sau ngày hôm nay, hưng vong của cửu hoa sơn đã đè lên vai nàng. Nàng khóc giống thất thanh, quỳ xuống nức nở, Diễm Đình không có cách nào báo đáp ân tình nuôi dưỡng của sư phụ mong ngày sau tìm được sư muội giáo dưỡng nàng thành người, tuyệt sẽ không để cửu hoa sơn biến mất như vậy. Mặc dù thấy chuyện không liên quan đến mình nhưng những người chứng kiến lại cảm thấy chua sót khi nghe những lời nói đau khổ của nàng. Diễm Đình đứng dậy, liên tiếp lau nước mắt, đi hai bước rồi nhìn lại, giống như vượt qua ngàn sông vạn núi. Lúc này, các cao thủ của Thiên Tướng Phủ và Trúc Gia Trang đã đuổi tới, người đứng đầu là Cao Thiên Nghiệp, Hung hăng hét lên các huynh đệ ngăn nha đầu này lại hơn mười hảo thủ chia làm hai đường bọc đánh hảo thủ chính giáo hơn phân nửa đáng thương cho nỗi khổ của diễm đình không muốn nàng bị kẻ thù bắt được liền chỉ dừng chân đứng yên thừa cơ ngăn cản truy binh người ngựa của tứ đại gia tộc hò hét liều mạng xô đẩy về phía trước đám đông thấy không thể trì hoãn được nữa diễm đình kêu lớn sư phụ tái kiến nàng vội vàng sử dụng khinh công, chạy lao về phía bắc, thân pháp của nàng mau tuyệt, một khi thi triển khinh công, dây lát thân ảnh liền đã không thấy. Đám người cao thiên nghiệp đuổi không kịp, lại bị đám người ngăn cản, nhất thời chỉ có thể đứng đó mắc trời trách đất. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.